ngày hôm nay mình sẽ video cho các bạn xem cái khúc gỗ khó rẻ nhất từ trước đến nay. Nó chẳng vào một hình thù gì cả. Tóm lại là thợ mộc phải đau đầu khi mà xẻ khúc gỗ như thế này. Thân cành của nó rất là lung tung luôn, chả biết mình nào mà xoay cả. Gỗ này là gỗ me Campuchia các bạn ạ. Trông thì nó gần giống như gỗ lát, nhưng mà nó là gỗ me Campuchia. Và nó có cái mùi chua chua. Mùi chua chua này đứng gần ở đây lâu thì không thích lắm đâu các bạn ạ. Nhưng thấy người ta bảo rằng là cái vỏ của nó thì nó mùi chua như vậy thôi. Nếu mà bỏ hết vỏ, hết rác đi thì không còn mùi chua như vậy. Nhưng mà thực tế thì cái khúc này nó chẳng có một cái mình nào để mà cho xẻ cả. Nên là thôi, vẫn phải nhờ vào những cái chú thợ mộc kinh nghiệm để xẻ cái khúc gỗ này thôi. Được cái gì thì lấy cái đấy thôi, đúng không ạ?